Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Invest TV của chúng mình. Trong buổi sáng ngày hôm nay, buổi sáng của ngày 8 tháng 7 năm 2022, kênh chúng mình lại tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn cập nhật cái số lượng P-Note đang được active trên toàn thế giới và tại Việt Nam. Cái con số của buổi sáng ngày hôm nay là 82.828. Thì đã bị sụt giảm so với ngày hôm qua. Còn ngày hôm qua thì đạt một cái mốc mới trong số lượng P-Note đang được active là 83.000. Tuy nhiên hôm nay thì lại có giảm một chút ít. Thì cụ thể giảm như thế nào, chúng ta lát sẽ xem cái bảng Excel của mình tổng hợp để có thể thấy được chi tiết số lượng P-Note giảm trong ngày hôm nay là bao nhiêu và ở từng quốc gia là như thế nào nhé. Rồi, kéo xuống phía dưới thì hôm nay có một cái tên mới. Đó, tên mới đã xuất hiện trong top 20 nước chạy nhiều P-Note nhất trên thế giới. Đó là Mông Cổ các bạn ạ. Đó, Mông Cổ xuất hiện và đã đẩy... Như vậy là đã đẩy Italia ra khỏi cái danh sách này. Thực ra thì bảng xếp hạng này nó sẽ có sự thay đổi. Tuy nhiên thì trong khoảng đến nửa năm rồi thì cái danh sách 20 nước này thì nó giữ nguyên, chả có cái sự thay đổi gì, vẫn là những cái tên, những cái gương mặt cũ này. Nên là cảm giác cũng khá là nhàm chán, giống như việc là hồi xưa chúng ta đi học trong lớp thì có khoảng 20 bạn nữ, ngày nào cũng nhìn với các bạn ấy thì phát chán rồi. Đùng một cái tự nhiên một ngày đẹp trời lại có một bạn khác từ nơi nào đấy chuyển đến lớp, cảm giác cái không khí lớp nó vui vẻ hẳn lên. Thì ở đây cũng thế các bạn ạ. Nhìn mãi cái những cái anh trong top 20 này cũng chán, nên là thỉnh thoảng nhảy một hai cô nàng khác vào trong cái danh sách này sẽ làm cho cái không khí nó vui nhộn hơn. Các bạn có công nhận với mình thế không? Đó, nói vui vậy thôi. Thì nhìn vào cái danh sách 20 nước chạy nhiều P-Note nhất trên thế giới này thì nó được chia làm 3 nhóm. Nhóm đầu là 3 nước đầu tiên ấy, 1, 2, 3, gồm có Trung Quốc, Việt Nam và Hàn Quốc. À, nói thêm một cái vấn đề nữa là hôm nay Việt Nam chúng ta thì vẫn hơn Hàn Quốc. Thế hay, hôm qua thì cách biệt khoảng 60 nốt, hôm nay thì cũng vẫn vậy thôi. 31, 65, tầm đấy các bạn ạ. Hơn tí. Việt Nam có giảm nhưng mà không biết là Hàn Quốc có giảm theo hay không. Thì mà vẫn duy trì được cái vị trí thứ hai trên Hàn Quốc này. Lát chúng ta xem bảng Excel để thấy được chi tiết nhá. Cái nhóm thứ hai ở trong cái danh sách 20 nước chạy nhiều P-Note nhất trên thế giới này, đó là nhóm sở hữu P-Note ở mức độ 4 con số, gồm có các nước đứng số thứ 4 đến số thứ 7 là Đài Loan, Mỹ, Nhật và Đức. Khoảng cách từ cái anh dẫn đầu với anh đứng cuối ở cái nhóm này là 4.000 nốt. Còn cái khoảng cách của cái nhóm trên này, anh dẫn đầu với anh đứng cuối nó rơi vào tầm khoảng hơn 3 nốt, 3 lần, và trọng số là 30.000 nốt. Đấy, cách biệt rất lớn giữa nhóm đầu và nhóm giữa. Nhóm thứ 3 là cái nhóm mà sở hữu P-Note ở mức độ là 3 con số. Các nước đứng số thứ tự thứ 8 cho đến số thứ tự thứ 20. Cái nước này thì sở hữu P-Note ở mức độ là 3 con số, từ 710 kéo xuống 158, bao gồm các nước như là Malaysia, Hồng Kông, Canada, Anh, Pháp, Singapore, Úc, Seychelles, Hà Lan, Bulgaria, Romania, Tây Ban Nha và Mông Cổ, một cái tên mới trong bảng xếp hạng này. Đó. Rất may là hôm nay cái trang web dashboardpblockchain.net này của anh Nguyễn Việt Dinh đã không còn bị lỗi nữa. Khả năng là những cái tên mới nhảy vào nó web nó lọc được và nó không còn lỗi cái biểu đồ này, biểu đồ phần trăm này. Thì Trung Quốc thì chiếm khoảng một nửa cái miếng bánh đấy. Trước đây khoảng tầm 3 tháng thì cái miếng bánh này nó rất là, của Trung Quốc nó rất là lớn, nó gần một nửa, và bây giờ nó càng ngày nó càng thu hẹp lại. Đúng rồi, chúng ta cũng không nên để Trung Quốc gọi là độc tôn thống trị cái thị phần P-Note này. Chúng ta phải, các nước khác phải vùng lên mạnh mẽ để ép cái phần thị phần của Trung Quốc bé lại. Đó, không để Trung Quốc cái thao túng cái thị trường P-Note đấy. Một cái đất nước nào mà nắm quá nhiều thì mình nghĩ nó cũng không có lợi, bởi vì nó dự án thì là mang cái tính phi tập trung, mà nốt hoặc là số người tham dự ở một cái dự án lại tập trung nhiều ở một nước, nó hơi mang tính cá biệt cá nhân quá thì nó lại thành tập trung.
Tuy nhiên công nghệ thì nó vẫn là không tập trung, nhưng mà dồn vào một quốc gia thì mình nghĩ cũng không hay lắm. Đó, Trung Quốc đang mất dần. Giờ hôm nay chỉ còn 43,63% số lượng pin Note đang sở hữu thôi. Tiếp theo sau Việt Nam đã nhảy xuống cái màu xanh này rồi. Đó, đã chiếm vị trí số 2, 18,15. Hàn Quốc sát xịt ngay Việt Nam là 18,07. Khoảng hơn 1/6 miếng bánh được chia cho các nước còn lại, trong đó thì có Mỹ và Đài Loan là có phần thể hiện cái sự chiếm lĩnh ở trong cái miếng bánh còn lại này, nó nổi trội hơn cả với 4,33 và 4,89. Đó, Đài Loan vẫn hơn Hàn Quốc. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang cái sơ đồ phân bố lượng Pinote trên toàn thế giới, trên cái bản đồ thế giới này. Thì khu vực Đông Á, Đông Nam Á là cái nơi mà thể hiện cái sự phân bố, sự tập trung Pinot đậm đặc nhất. Điều này dễ hiểu thôi, vì khu vực này đang chiếm đến gần một nửa những cái nước mà nằm ở trong cái top 20 này. Đặc biệt là góp mặt của ba cái anh đứng đầu là Trung Quốc, Việt Nam và Hàn Quốc. Tiếp theo thì có sự góp mặt của Nhật này, Đài Loan này, Singapore, Malaysia, Hồng Kông, đó, tập trung hết ở đây. Tiếp theo là sang khu vực châu Âu. Khu vực này thì các bạn thấy là Pinot thì trải đều cả châu lục. Đấy, rất đồng đều. Nhưng mà có những cái tên nổi bật lên như là Anh, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Bulgaria, Romania. Đó, Romania, đấy là khu vực châu Âu. Chuyển sang khu vực châu Mỹ thì nước Mỹ cũng là một nước mà các bạn nhìn này, Pinot cũng phân bố đều trên cả nước, đó, đều khắp cả nước. Canada thì cũng có lác đác, chủ yếu tập trung ở phía Nam này, những cái chỗ mà giáp biên giới với Mỹ. Phía Bắc thì khả năng là lạnh quá, chả ai sinh sống nên là cũng không có mấy Pinot xuất hiện ở đây. Đấy, có một điểm này ở trên quần đảo Alaska này, quần đảo này trước thuộc Nga nhưng mà sau đó vì nhiều biến cố là lại và quay về Mỹ, quay bị Mỹ mua hay là như nào đấy, rồi mua. Thì có một cái điểm chạy Pinot ở đây, chắc là cũng có dân sống ở đây đấy các bạn ạ, nhưng mà khí hậu lạnh lẽo cũng chắc là không nhiều nên chỉ có một chấm thôi. Nam Mỹ thì lác đác ở Brazil, Argentina, Chile, rồi Trung Mỹ, Mexico đấy, nhưng mà số liệu thì có lẽ không nhiều để có thể nhảy vào top 20. Khu vực châu Phi thì chủ yếu tập trung ở dưới Nam Phi này. Cái nước này khả năng là nền kinh tế họ phát triển nhờ dầu mỏ hay gì đấy, thế nên là mới có lác đác vài chấm. Quần đảo Seychelles ở đây này các bạn này, đang đứng vị trí thứ 15 đấy. Vẫn cách biệt so với Singapore hôm nay đẩy mà là Úc xuống dưới rồi, không bám đuổi kịp Singapore. Seychelles thì nổi lên trong khoảng 2 tuần gần đây, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay thì đang bị chững, không tăng trưởng tiếp được. Một cái tên mới nhất đây, Mông Cổ ở đây này, giáp Trung Quốc với Nga. À đấy chứ, đâu Mông Cổ ở đây chứ vậy nhỉ? Đây khi là Ấn Độ rồi. Đây, Ấn Độ hay một nước nào đấy rất là rộng lớn ở đây. Có lẽ Ấn Độ và Mông Cổ ở đây này, giáp Trung Quốc với Nga. Nước Nga rộng lớn nhất thế giới thì cũng tiếc là cũng chỉ lác đác vài cái điểm chấm chạy Pinot, tập trung ở gần giáp biên giới với lại châu Âu. Thủ đô Moscow ở đây có người chạy, không biết nó có bị ảnh hưởng của lợi cấm vận của Mỹ hay không. Úc là nước có lượng Pinot tập trung nhiều ở rìa phía Nam, đấy, Bắc Úc và trung tâm của nước Úc thì có lẽ ít người sinh sống do nhiều hoang mạc nên là sa mạc nên là Pinot ở đây không xuất hiện nhiều. Quần đảo này khả năng là New Zealand các bạn ạ. Đó. Rồi, bây giờ chuyển sang một cái thông tin nữa là top 10 cái tài khoản mà có nhiều pi nhất. 97 tỷ đây, khả năng cao là cái ví của Pico Team. Nó chưa phân phát hết sau cái đợt mainnet vừa rồi. Tiếp theo sau là một cái ví chứa 5 triệu, ví chứa 3 triệu 7, ví chứa 1 triệu 9. Đấy, rất là khủng các bạn ạ. Các bạn mà làm vào cái top mà mấy trăm nghìn ở đây cũng là quá đỉnh rồi. Một cái ví khác là 166.542 pi. Quá đỉnh luôn. Nhưng mà những cái pi ví này khả năng mình nghĩ là của Pico Team hết, chứ còn bình thường mà anh em thợ đào 3 năm thì mình nghĩ là không thể nào mà có được cái con số này đâu. Đó.
Rồi, chuyển sang cái bảng số liệu Excel thể hiện cái lượng tăng giảm Pinot trong ngày hôm nay. Các bạn xem một màu đỏ led luôn. Và trọng số thì là cực lớn. Đây là xem nào. Ngày hôm nay có đến 328 nốt bị giảm. So với ngày hôm qua thì tăng 1.400. Hôm nay thì giảm mất 328. Trung Quốc giảm mạnh nhất. Sau đấy thì đến Đức, sau đó tiếp theo đến Việt Nam, rồi đến Đài Loan. Đấy, các bạn xem. Hàn Quốc hôm nay tăng, nhưng mà hôm qua Hàn Quốc là 14.917, hôm nay lên được 14.965, hôm qua thì mình 15.076, hôm nay giảm 40 mấy nốt, nhưng mà cái con số vẫn ở trên 15.000, cách biệt vẫn tương đối lớn thôi, khoảng 70 nốt đó. Thì các bạn xem thì chính vì lý do đó nên là Việt Nam mình vẫn đứng trên Hàn Quốc. Có giảm nhưng mà lượng tăng của Hàn Quốc không đáng kể, nên là chưa vượt được Việt Nam. Phập phù lắm phải không các bạn? Đấy, Việt Nam phải cố gắng duy trì cái lượng Pinot ổn định thì mới trên được Hàn Quốc. Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam, ba nước này cứ tăng thì mạnh nhưng mà giảm thì giảm sâu. Mỹ hôm nay cũng giảm mất 3, Đức giảm 59, không biết làm gì mà giảm sâu phết. Malaysia giảm 16, đó, Anh giảm 10, Pháp giảm 3, Úc giảm 5. Seychelles hôm nay tăng thêm được 1 nốt, tăng rất là nhỏ giọt đúng không các bạn? Hà Lan hôm nay tăng được 1 nốt nữa. Đó. Còn Italia thì bay mất khỏi bảng xếp hạng rồi. Giả sử như trong cái trường hợp mà cái thông tin cái nước bị lỗi không hiển thị được tên, đây là Italia, thì cách biệt của Italia với lại Mông Cổ cũng tương đối lớn các bạn ạ. Đấy, nếu mà Italia không tăng mạnh mẽ thì Mông Cổ với cái đà này thì cũng có thể nhảy sâu vào cái bảng xếp hạng 20 này rồi. Rồi chúng ta sẽ cùng theo dõi những cái diễn biến mới nhất của việc tăng giảm Pinot hàng ngày. Kênh chúng mình sẽ vẫn tiếp tục cập nhật những cái thông tin của dự án P Network nói chung, cũng như là việc KIC, việc Mainnet, việc chạy Pinot nói riêng của dự án P Network để gửi tới quý vị và các bạn hàng ngày. Quý vị và các bạn có thể ấn đăng ký kênh của chúng mình để có thể nhận được những thông tin cập nhật mới nhất từ được tổng hợp từ Invest TV nha. Rồi xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.